Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Chắc hẳn các bạn còn nhớ một cái chương trình chúng tôi đã làm về cái trải nghiệm cái mẫu MGZS tại Mộc Châu đúng không ạ? Các bạn cũng đã thấy rằng những cái cảnh đẹp ở Mộc Châu rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và các bạn cũng đã nhận được những cái thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ về cái mẫu xe MGZS bản trước đây. Với mẫu xe mới thì chúng ta hãy xem thiết kế của xe đi. ZS này. Bản này là bản cao cấp nhất, bản Luxury. Và ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục cùng nhau để trải nghiệm mẫu MGZS bản mới. Và cái thông tin đầu tiên mình muốn chia sẻ với quý vị và các bạn rằng đấy là mẫu này đã được nhập khẩu trực tiếp tại Thái Lan. Vâng, thương hiệu Anh, sở hữu bởi công ty Trung Quốc và được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan. Chính vì vậy, chiếc xe này có một mức giá tương đối là hấp dẫn. Vâng, bản MGZS Com cộng có giá là 569 triệu và bản trước mắt quý vị và các bạn là MGZS Lux cộng. Và ngay bây giờ thì Lê Hùng xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Lê Hùng trải nghiệm tất cả những cái điểm mới trên chiếc xe này trong một cái khung cảnh rất là đẹp tại Ninh Bình, như quý vị các bạn đã thấy trong những cái khuôn hình mà chúng tôi đang ghi lại đấy ạ. Thực sự là cái lần trải nghiệm đầu tiên đối với mẫu MGZS thì mình phải nói thật là không dám nói quá nhiều, đúng không ạ? Nhưng ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ rất là thật, và những cái hình ảnh đầu tiên các bạn sẽ thấy rằng cái tổng thể chiếc xe này các bạn nhìn nó đã đẹp hơn cái bản trước rất là nhiều. Thứ nhất là từ cái lưới tản nhiệt 3D này. Đấy, sơn màu đen bóng. Đèn halogen trước đây thì bây giờ đã chuyển thành đèn full LED hết rồi. Rất là đẹp. Mà mọi người có thể thấy trực tiếp. Đấy, mình bật hết các cái ánh sáng lên cho mọi người xem. Đây ạ. Đấy, LED sinh an này. Đấy. Đây đèn ban ngày này. Đấy. Và các cái chi tiết kiểu như là pha lê. Nhìn chung mình nghĩ rằng cái đèn, thiết kế cái đèn pha này là một trong những cái điểm nhấn của chiếc xe. Và mình cũng đã đi thử ban đêm rồi, thì mình gửi tới quý vị các bạn cái hình ảnh thực tế. Bản này thì cũng không có cái cảm biến phía trước, nhưng lại có cam 360. Cái đèn sương mù này, cái hốc đèn sương mù này cũng được thiết kế mới. Cái cản dưới cũng được điều chỉnh. Nhìn chung là chiếc xe này trông nó mượt mà hơn và thể thao hơn so với cái bản trước rất là nhiều. Có lẽ rằng cái điểm mà các bạn sẽ thấy khác rất rõ so với cái ZS trước đây chính là cái bộ mâm được tỉa tót và thiết kế đẹp hơn bản trước rất nhiều. Các bạn có thể thấy là từng cái đường viền, cái đường chỉ, rồi cái chất lượng lắp ráp và hoàn thiện, nói chung là tương đối là đẹp. Cảm biến mở cửa đó, và tay nắm thì cũng có cái phần mạ chrome ở đây. Nói chung là cái phần trang bị và phần hoàn thiện là dưới cái góc nhìn của mình. So với cái tầm giá, vâng, một lần nữa mình phải nhắc lại là phải nghĩ đến cái tầm giá, thì mình đánh giá là được ạ, là đẹp đấy ạ. Thì đối với cái mẫu MGZS này thì các bạn sẽ thấy rằng với cái chiều dài cơ sở của nó chỉ là 2585mm, và cái chiều dài tổng thể của nó ấy cũng chưa được đến 4m4 đâu, nó hơn 4m3, thì nó rất là nhỏ. Có thể nói từ những cái kích thước đấy, mình suy nghĩ đến rằng là mẫu xe này sẽ dùng cho đô thị nhiều hơn. Và với cái mức giá đấy thì với một người mới có thể chuyển từ những cái dòng xe cỡ A này, hoặc có thể từ xe máy lên này, thì đây cũng là một trong cái lựa chọn đáng để các bạn tham khảo. Mặc dù là đi phố nhưng mà khi mà có một cái bộ da nóc thể thao này thì mình cũng có gắn một cái bộ phụ kiện của Thule, thì trông chiếc xe nó khỏe hơn đúng không ạ? Và mình có thể đi đến những cái điểm thực tế như thế này. Mình có thể có những cái buổi camping rồi, với gần gũi với thiên nhiên hơn với bạn bè, thì nó cũng rất là đẹp đấy ạ.
Vừa rồi thì mình cũng đã chuyển cái góc đuôi để quý vị và các bạn có thể thấy được những cái hình ảnh thực tế về cái thiết kế của cái bản ZS mới này. Cái điểm mà chúng ta thấy thay đổi lớn nhất so với cái ZS trước ấy chính là cái hệ thống đèn này. Cái thiết kế thì có lẽ là rất là quen thuộc đúng không ạ? Tuy nhiên khi mà chúng ta nhìn cái cách thiết kế kiểu 3D này lại có cái phần đen mờ như thế này này thì nó tạo được cái cảm giác thể thao. Và cái phần cản dưới, rồi những cái phần hốc trang trí bên dưới cũng đã được thay đổi và có thể nói là ưa nhìn và nó tạo cái cảm giác đúng là một cái phong cách thể thao rất là rõ. Và nếu như quý vị và các bạn có thể thấy nhé, nhìn xuống phần gầm ấy thì bình thường có những chiếc xe khoảng 1 tỷ đấy, gần 1 tỷ thì vẫn còn lộ ra những cái phần bầu ống xả như thế này, thì chiếc xe này cũng đã làm cái cản nó thấp xuống và che bớt đi kiểu như một cái bầu, như cái bầu xe tải đó. Về trang bị thì các bạn cũng sẽ thấy rằng có một cái vây cá được sơn màu đen, rồi đèn phanh trên cao, gạt mưa sau, cam lùi và ba cảm biến sau. Chiếc xe này lại có ba cảm biến sau ạ. Và mở cốp thì chúng ta sẽ mở ở chính cái phần logo MG này. Đây, kéo lên. Và thực sự là ngay cả cái bản ZS trước cũng như ZS mới này thì cái phần cốp này là rất là rộng. Đây ạ, quý vị các bạn có thể thấy cái phần cốp chứa được rất là nhiều đồ, bởi vì cái phần hốc nó được thiết kế sâu xuống. Bởi vì cái phần cốp ấy nó được thiết kế sâu xuống tới khoảng 20 phân. Chính vì vậy cái độ cao, cái cao độ nó rất là tốt. Ngoài ra thì mình cũng có thể là để những cái một số cái đồ trên một cái ngăn như thế này, rất là khéo. Và chất liệu nhựa độ hoàn thiện, nói chung là đẹp. Bây giờ nếu như mình nghĩ rằng các bạn có tiền, các bạn cũng hoàn toàn có thể đầu tư để làm một cái thương hiệu xe được. Bởi vì thiết kế xe hơi và chế tạo xe hơi cũng như lắp ráp xe hơi bây giờ nó không phải như ngày xưa nữa. Nếu bạn có tiền, bạn thuê tất cả các chuyên gia nước ngoài thì họ sẽ làm cho bạn một cái xe. Và quan trọng là bạn muốn cái xe đấy nó nằm ở phân khúc nào, với giá bao nhiêu thì họ sẽ làm cho các bạn được. Tất cả những cái vật liệu lựa chọn từ phần tôn, phần đèn là cái gì, nhựa, cao su, da như thế nào, bạn có thể hoàn toàn là chọn được hết. Và một lần nữa thì mời quý vị và các bạn có thể ngắm lại toàn cảnh, mà cái cảnh chúng tôi đã mô phỏng lại một cái cuộc sống cùng với một chiếc xe như thế này. Với chiếc MG ZS bản lắc cộng này thì mình cũng xin lưu ý với quý vị và các bạn rằng khi mà đóng cửa ấy, chúng ta đóng mạnh tay một chút đó, bởi vì nó cũng tương tự như một chiếc xe mà chúng tôi đã trải nghiệm trước đây. Cái khả năng cách âm của nó tương đối là tốt, chính vì con xe nó kín. Khi mà ba cái cửa đã được đóng rồi thì cửa thứ tư chúng ta đóng phải mạnh thì nó mới khớp được cái phần gioăng. Và với cái không gian mà mình đang ngồi ở đây này thì các bạn có thể thấy rằng cái phần nhìn ra bên ngoài cũng như nhìn về phía trên nó rất là thoáng, bởi vì là cái trụ A này nó cũng tương đối là nhỏ. Cái thứ hai là nó có một cái cửa sổ trời rất là lớn. Đây. Đó. Tuy nhiên cái mà chúng ta có thể phải đánh đổi, bởi vì trong những ngày nắng thì chúng ta phải tăng cái phần cách nhiệt lên. Còn về cái thiết kế khoang xe thì những cái hình ảnh ấy mà chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn thì chắc chắn rồi, so với cái bản ZS cũ thì nó trông hiện đại, thể thao, đẹp và tinh giản hơn. Đó, các bạn có thể nhìn thấy mặt tablo này. Đó, phần này là da hay vải nhưng mà vân carbon, và thiết kế cái cửa gió điều hòa. Đấy, hình cách tuông bin thì rất là quen thuộc. Đó. Thì nhìn các chi tiết nó hoàn thiện ở cái mức độ tốt. Cái thay đổi lớn nhất trên cái mặt tablo đấy chính là cái phần màn hình không viền. Đây ạ. Màn hình là 10,1 inch, có kết nối Apple CarPlay, Android Auto. Và tốc độ mình trải nghiệm là tốc độ thật. Đó. Tất cả cái phần cài đặt mình vào phần ca ở trong này. Đó. Rồi ạ. Và cam 360. Thì cam 360 mình sẽ gửi cái phần trải nghiệm ở phía sau trong cái phần sử dụng thực tế. Đấy. Rồi,
Gì nữa nhỉ? À, cái hệ thống điều hòa này là hệ thống điều hòa một vùng với các cái hàng phím mình có thể điều chỉnh bằng cảm ứng, và mình cũng có thể điều chỉnh nhiệt độ đây ạ, bằng phím vật lý đó, tăng giảm nhiệt độ ở đây. Và mình khi mà tắt thì mình phải ở đây thì cái giao diện màn hình điều hòa hiển thị lên đây ạ. Đây, đây, đây. Rồi gió trong. Và cái hệ thống điều hòa này cũng có hệ thống lọc khí, lọc sạch không khí bên trong khoang xe. Cần số thì cũng tương đối là đẹp đúng không ạ? Thiết kế rất là quen thuộc, nó tương đối giống với cái mẫu HS. Ở đây thì có hai cái cổng USB, một cổng là để kết nối dùng Apple CarPlay hoặc Android Auto, một cổng là để sạc và có đầu 12V. Cái phần này là cũng phần vân carbon này. Đấy, giả carbon thôi. Nhưng mà khi mà nhìn cái cách thiết kế này ấy thì quý vị các bạn có thể thấy như là những cái đường nét thể thao nó là nằm ở những cái chỉ này. Đấy, rồi những cái viền. Đấy, rồi những cái mặt vân carbon. Đó, số thẳng. Đó, phanh tay điện tử. Auto hold đầy đủ. Và cái phần thiết kế ghế, đây các bạn cũng sẽ thấy rằng là có vải, có da, đấy, lại có cả cái phần vân carbon như thế này. Cái bệ tì tay này sẽ không kéo được lên xuống. Nhưng mà một mẫu xe mà 600 triệu, hơn 600 triệu một chút, chưa lăn bánh mà đã có phanh tay điện tử, có cam 360, có điều hòa lọc khí, có vô lăng đẩy bằng, mang phong cách thể thao. Rồi, cruise control đầy đủ. Cái phần thiết kế của vô lăng này cũng đẹp hơn cái bản trước rất là nhiều. Và cái phần giao tiếp với chúng ta cũng có qua một cái màn hình số như thế này. Rồi, nhìn chung là cái phần thiết kế cái mặt đồng hồ này thì nó cũng là đẹp. Và cái mặt đồng hồ này này, cái thiết kế này cũng tương đối là đẹp. Nó có một cái màn hình số ở giữa thì mình có thể dùng các cái này để mình điều khiển. Đó, mình để xem là còn có thể di chuyển được 587 km này, rồi mức tiêu thụ nhiên liệu, rồi vân 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 vân. Thì tất cả chúng ta có thể truy cập vào đây để có thể xem các cái thông tin, rồi tiêu thụ nhiên liệu. À, chiếc xe này lại có áp suất lốp nhé, mà có áp suất báo từng bánh và nhiệt độ từng bánh. 600 triệu. Nói chung là lợi thế về giá và lợi thế về các cái trang bị tính năng cho người dùng thì đấy là lợi thế của MGZS bản lắc cộng. Ở đây thì gương kính lái này, này thì là lên xuống là một chạm, nhưng các kính còn lại thì không phải là như vậy. Rồi, chúng ta phải giữ. Đó. Cái phần thiết kế mặt cái tabi cửa này thì chủ yếu là nhựa nhưng có một cái mảng bọc da vân kiểu carbon. Nhìn chung các cái vật liệu nội thất bây giờ rất là đa dạng, và như mình đã chia sẻ rồi, các bạn muốn chọn như thế nào chỉ cần chi thêm tiền là có thể làm được hết. Muốn cái này thành carbon thật, ok, đơn giản. Muốn thành gỗ không khó, muốn thành nhôm xước là vấn đề đó. Gương điện đầy đủ, vô lăng để mình xem điều chỉnh mấy hướng, có gật gù này, có lên xuống gật gù. À rồi, chỉ là hai hướng mà thôi, lên xuống. Ghế lái điều khiển điện, rồi 6 hướng, 8 hướng. Thực ra là mình khi mà ngồi vào cái khoang xe của MGZS bản mới này ấy, thì mình tương đối là ấn tượng so với cái bản cũ. Và nó là mang lại một cái góc nhìn, nói chung là nó ưa nhìn bắt mắt hơn cái bản trước rất rất nhiều. Ngay cả cái phần mà vải đấy, ở trên phần trần này, cũng như là nhựa ở trên trụ A. Hai cái vật liệu này là khác nhau, nhưng mà cái cách thiết kế rồi họa tiết chọn cũng khá là khéo. Đó. Thì mình xem đây có đèn không. À, gương này không có đèn. Trên những chiếc xe sang đấy thì thường ở phần đây sẽ phải có phần đèn. Đèn, đèn LED này. Đó. Rồi, mở cửa sổ nóc ra. Đó, À, chỉ mở ra từng này thôi. À, mình có thể chọn cái độ mở bao nhiêu theo cái từng cái nấc qua cái núm xoay này, theo từng nấc ạ. Đây ạ, đây ạ, khá thú vị. Bây giờ mình sẽ ngồi ở hàng ghế sau, không có bệ tì tay. Phần da thì cũng tương tự như hàng ghế trước thôi. Rồi,
mình xem cái lưng ghế này nào. À, kể như nó phải chắc hơn một tí nữa thì mình sẽ thích hơn. Đó, còn cái vị trí và tư thế ngồi, tựa đầu tại ba vị trí đều điều chỉnh được hết. Thực ra đối với cái độ ngả của cái lưng ghế này thì mình nghĩ phù hợp với những cái hành trình ngắn hơn. Nhưng mà một trong những cái mà mình thấy này là khi mà mình mở cái cửa sổ, cái phần vải của cái cửa sổ trời này ra thì mình cảm nhận được, tức là cái không gian nó rất là thoáng. Cái thứ hai là cái khoảng trống đầu nó cũng tạo ra một cái cảm xúc là mình sẽ được thoáng hơn, mặc dù cái khoảng trống đầu nó chỉ có từng này thôi và khoảng trống đầu gối như thế này. Về trang bị thì quý vị và các bạn có thể thấy rằng là có cửa gió điều hòa phía sau và hai khe cắm sạc điện thoại USB. Những cái này là rất là được. Rồi, loa chiếc xe này là có 6 loa. Thế thôi, hàng ghế sau thì... Và chiếc xe này có bao nhiêu túi khí nhỉ? Chiếc xe này có 6 túi khí. Có một điểm mà mình thấy trên MG ZS này mà mình thích ấy, là tại tất cả các cái táp bi cửa chúng ta có thể để được rất nhiều chai nước, kể cả cửa trước lẫn cửa sau. Và nếu mà chúng ta nhìn sang những cái chỉ số về kỹ thuật của động cơ ấy thì thực sự là nó không phải là con số quá lớn, quá to, quá ưu việt so với những cái sản phẩm cùng tầm giá hay là cùng phân khúc nữa. Thì nó vẫn sử dụng cái động cơ là 1.5 và cái công suất cực đại là 112 mã lực và mô men xoắn cực đại là 150 Nm. Tuy nhiên cái cách mà nó vận hành thì mình nghĩ là rất là được. Thực sự là vậy. Rồi, với những người mới lái hoặc là các chị em thì mình nghĩ sẽ hợp với chiếc xe này khi mà đây, nó có cái cam 360. Đó, và trong một cái hầm hẹp như thế này thì mình có thể tiến lùi và mình kiểm tra rất là rõ. Thậm chí là mình có thể sử dụng cái tính năng 3D. Đấy, kể mà kéo được như thế này nữa nhờ. Có vạch đầy đủ nhá và rất rất nhiều góc chiếu. Này mà cảm ứng xoay như thế này hoặc là ra lệnh bằng giọng nó cử chỉ. Đấy, các cái góc. Cái độ phân giải thì cũng đủ nhìn thôi. Có lẽ là cũng chưa được HD nhưng mà như thế này là mình nghĩ cũng rất là tốt rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đi. À, cái này thì nó có cả cái auto hold. Đó, và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Thì những cái tính năng này khi mà chúng ta đi ở đi lên những cái dốc hầm ấy, như mình đi chuẩn bị bây giờ ấy, thì sẽ rất là tiện. Thì ở đây lên những cái con dốc như thế này, mình đang hình dung buổi sáng đi làm mà phải phanh dừng lại thì có auto hold như thế này đúng không ạ? Đấy, mình bỏ hẳn chân ra thì nó rất là tiện. Đấy, đặc biệt là những người mới lái. Đấy, như mình đã chia sẻ rồi, chiếc xe này rất phù hợp với những người mới lái. Thậm chí lâu cũng không sao, nhất là các chị em. Bởi vì cái kích thước nó cũng rất là vừa phải. Chiếc xe này chiều dài tổng thể nó cũng chỉ hơn 1m3 một chút. Và cái trục cơ sở của nó thì cũng chưa đến 2m6, tức là 2585mm. Đấy, chính vì vậy nó rất là nhỏ. Một cái nữa là cũng phải chia sẻ với mọi người rằng cái vô lăng này này, nó rất là nhẹ. Đấy, nó rất nhẹ. Hơn nữa là mình lại có thể điều chỉnh được. À, ví dụ như là mình sẽ điều chỉnh về cái độ nặng nhẹ của nó. Thì mình vào cái phần K này. Đó. Và mình vào Driving. Thì mình có thể chọn là Urban. Đấy, đô thị đấy, tiêu chuẩn. Và Dynamic. Dynamic thì cái vô lăng đấy, nó sẽ nặng hơn. Thì cũng xin chia sẻ với mọi người rằng là có thể nói là cái hộp số CVT này nó đã mang lại một cái khả năng vận hành khác biệt rất lớn so với cái bản ZS lần trước. Nó động mượt hơn hẳn, nhất là mình đi cao tốc ấy. Đây, mình có thể tăng tốc, đạp lên. Nói chung là mình khá bất ngờ khi mà cái độ ồn của cái CVT nó lại không quá lớn. Khả năng cách âm cũng là một cái mà khiến mình là cũng phải nghĩ nhiều đấy. Nói chung là cũng phải thừa nhận là nó tốt. Đấy, mọi người có thể thấy rằng nếu như mình giữ một cái cruise control đi. Đó, 100 km/h. Vòng tua máy bây giờ chỉ còn 2000 hơn một chút. Cái bản mà sử dụng cái hộp số 4 cấp ngày xưa mình nhớ không nhầm nó phải 3000. Nó quá cao. Đấy. Và thậm chí mình có thể dùng sang cái này. À đây, mình đang để S, để D đi.
thì để xem cái vòng tua nó có tụt xuống xuống một chút không nhá. À, nó cũng vậy thôi. Đó, tùy theo điều kiện mặt đường, điều kiện giao thông mà mình có thể thấy rằng là nó sẽ điều chỉnh, bởi vì mình dùng cái ga tự động. Thì cái hộp số này nó có thể giả lập tới 8 cấp đấy ạ. 7 số ảo đấy. 8 cấp ảo. Đấy, cái hộp số này nó giả lập tới 8 cấp đấy. Đấy, mình có thể 7 này, 8 này. Đó. Thì cái này rất là tiện khi mà chúng ta đi đường đèo dốc hoặc chúng ta cần vượt nhanh thì chúng ta cũng có thể dùng. Mình về tới số thấp. Đấy. Đó, và đẩy lên. Ha. Lắc cộng này so với các mẫu sedan cũng khoảng 600 triệu, và so với cái form xe cỡ B crossover đó cũng trong cùng phân khúc ấy, thì cũng phải nên xem xét lại chính mình về các vấn đề như sau. Một ấy là cái khả năng cách âm đó, cái thứ hai là cái độ ồn của cái hộp số CVT nếu như những chiếc xe nào mà trang bị cái CVT so với chiếc xe này thì cũng phải nên xem xét lại một chút. Cái thứ ba ấy, không nghĩ rằng cái hệ thống âm thanh trên một chiếc xe chỉ có 600 triệu mà nó lại cho được một cái cảm giác khiến mình cũng phải xem lại chính mình về cái khả năng thẩm âm. Vâng, vừa rồi thì mình cũng đã chia sẻ tất cả những cái thông tin về cái mẫu MG ZS bản nhập Thái này. Và đây là một trong những cái đoạn đường mà mình chạy thử. Thì mình có thể cua ở một cái tốc độ 80-90 mà nó vẫn có được cái sự cân bằng tốt đây, tức là nó ăn điểm cua là được. Đó, các bạn hãy nhìn thấy đây, cái vô lăng mình để ở chế độ dynamic thì nó đầm hơn. Đó. Đây các bạn có thể thấy cái điều kiện đường nó đang là chạy thực tế qua hầm, đèn auto bật, và tiếp theo là những cái này mình còn chưa cần lấy điểm phanh mà mình vẫn cua được như thế này. Các bạn sẽ thấy không? Đây là cái chạy thực. Nói chung nó mang lại cái sự tự tin khi mà cầm lái, kể cả ở đường bằng và đường cua, với một cái mức giá 600 triệu một chút. Nhận đấy. Đó, dập dềnh, dập dềnh, dập. Đó. Nói chung là nó chắc đấy. Đây ạ. Ồ. Lốp Yokohama treo sau cũng là dầm xoắn thôi, phụ thuộc. Rồi mình sẽ làm một vòng nữa với một cái tốc độ cao hơn khi mình đã kiểm tra được cái đường này nó tốt rồi. Không dám khen quá nhiều nhưng mà để chê nó cũng thực sự là khó. Và mình cũng xét sang cùng phân khúc, cùng tầm tiền ấy, cùng form ấy, thì nó sẽ nằm cùng với cả các dòng như kiểu Ford EcoSport và Kia Seltos, hay là kể cả Kona nữa, Hyundai Kona nữa. Nhưng mọi người sẽ hình dung rằng là cái mức giá của chiếc xe này nó lại mềm hơn một chút. Tức là cái bản cao nhất thì nó lại rất là mềm, thậm chí nó mềm hơn cả những cái bản thấp nhất của các cái xe trong cùng phân khúc. Đó, và các cái trang bị thì mình cũng đã chia sẻ hết rồi, các cái tiện ích mình cũng đã chia sẻ hết rồi. Còn bây giờ thì mình cũng rất vui lòng đón nhận những cái ý kiến của quý vị và các bạn, và rất mong được gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ạ.